bạn đã bao giờ nghe đến sự tồn tại của một hòn đảo có tên là đảo rắn? Bạn có tin rằng nơi đó chính là vùng cấm tuyệt đối dấu chân của con người, chỉ có những nhà khoa học và các nhóm nghiên cứu ít ỏi có thể đặt chân đến? Quả đúng là có hòn đảo đó tồn tại. Trên thế giới vẫn còn một ngôi nhà chỉ dành cho những loài rắn độc nhất nằm ở đất nước Brazil, cách chúng ta rất xa. Và nếu như bạn nghĩ rằng có thể có điều đặc biệt xảy ra làm số lượng rắn trên đảo giảm đi, hay một cư dân nào đó có thể may mắn sống sót nếu lạc vào đây, thì ứng cử viên sáng giá nhất mà chúng tôi sắp đề cập đến chính là lửng mật. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đặt giả thuyết để xem thử sẽ ra sao nếu lửng mật lạc vào một đảo rắn nhé. Sẽ ra sao nếu lửng mật lạc vào một đảo rắn? Trước khi lý giải chi tiết hơn về vấn đề này, chúng ta phải nhận diện được anh chàng được nhắc đến với cái tên lửng mật là ai. Đó là một loài vật nhỏ bé, nặng khoảng 5 đến 16 kg nhưng luôn sẵn sàng giao chiến, đụng độ với bất kỳ kẻ ăn thịt nào trên đồng cỏ châu Phi. Lửng ta cũng có thể sống ở khu vực Tây Nam Á. Sở dĩ nó còn được gọi nhiều hơn với cái tên lửng mật vì đơn giản, lửng rất thích ăn mật ong. Nó là loài bất tử trước nọc độc của rắn. Điều này đã được kiểm chứng trong những lần lửng mật giáp mặt với rắn hổ mang hay rắn phì châu Phi. Một số loại to lớn như chăn đá cũng không khiến nó khuất phục, bởi nó là chiến binh lừng lẫy của lục địa đen châu Phi. Hơn thế, lửng mật còn rất thông minh và mưu trí khi đối đầu với sư tử, chó hoang châu Phi, báo hoa mai và rắn mamba đen. Còn đối với những người hàng xóm xa xôi không mời mà thích chiếm nơi ở của nó, như nhím, kỳ đà, thì cũng không ngoại lệ. Lửng mật thường chiến đấu bất khuất để xua đuổi kẻ thù hoặc những thứ có thể đe dọa đến sự yên bình của nó. Vũ khí đáng kể của lửng mật chính là bộ móng vuốt dài và hàm răng sắc nhọn. Lửng mật còn có một bộ lông dày để khiêu chiến với lũ ong, thu về thành phẩm là mật ong thơm ngon hảo hạng và chắc chắn là nó sẽ không bị thương do ong đốt. Với tất cả những tài năng thiên bẩm của mình, có lẽ việc lửng mật ngày càng được nhiều người yêu thích cũng là điều dễ hiểu. Lại nhắc đến đảo rắn, đó là hòn đảo cách đây 10.000 năm, nó thuộc một phần đất liền của Brazil. Nhưng khi nước biển dâng cao, nó đã tách ra thành một hòn đảo riêng biệt và trở thành nỗi ám ảnh, khiếp sợ của rất nhiều người. Tên thật ít người biết đến của đảo là Ilha da Queimada. Nó còn có tên gọi khác là đảo cháy, hay được biết đến nhiều nhất chính là đảo rắn như ngày nay. Trên đảo rắn chắc chắn sẽ không thể thiếu rắn, lại còn vô cùng đa dạng chủng loại và số lượng. Trong số đó, loài nguy hiểm nhất chính là rắn hổ lục đầu giáo vàng, Golden Lancehead. Loài này được xếp vào một trong 10 loại rắn có nọc độc mạnh nhất thế giới. Hòn đảo này có diện tích khoảng 43 hectare, nhưng có khoảng 4.000 con rắn hổ lục đầu giáo vàng đang sinh sống. Ngoài ra còn có 4.000 loài rắn khác cũng định cư ở đây. Chỉ nghe qua đã thấy số lượng của chúng kinh khủng, mật độ phân bố dày đặc thế nào. Bình quân cứ 300 mét sẽ có một con rắn cực độc, rắn hổ lục đầu giáo vàng. Họ hàng sinh sống trên đất liền của nó cũng là những loài có độc tố mạnh. Tuy nhiên, nọc độc của rắn hổ lục đầu giáo vàng đang sống ở hòn đảo này độc gấp 5 lần những loài ở đất liền. Đây là do quá trình thích nghi để có thể tồn tại ở một nơi hoàn toàn tách biệt, khan hiếm nguồn thức ăn như ở đây. Ở đảo rắn không có loài động vật có vú nào sinh sống cả, chỉ có các loài chim chọn những tán cây làm nơi trú ngụ. Và lúc này, rắn hổ lục đầu giáo vàng buộc phải ăn những con chim ở đây để sống sót. Trước đây nọc độc của chúng không thể giết chết con mồi ngay lập tức mà phải mất đến vài ngày, mà những loài chim thì không có nơi nào là nhà cố định cả. Chúng thường bay đi trước khi con rắn kịp thưởng thức được gì. Ngày nay loài rắn này đã tự tiến hóa để hình thành một loại nọc độc mạnh hơn, sản sinh bên trong cơ thể để làm chết con mồi chỉ sau một nhát cắn. Khi những trận mưa trút xuống trên hòn đảo Ilha da Queimada, cũng là lúc cuộc đi săn của nó bắt đầu. Tuy vậy, loài chim định cư lâu dài ở đây đã biết cách thức săn mồi của nó. Chúng thông minh và tìm cách để tránh những kẻ ăn thịt khét tiếng ở vùng đất này. Lúc này, loài rắn chỉ có thể trông chờ vào những vị khách của hòn đảo. Những loài chim di cư khác hay các loài tình cờ ghé ngang đảo sẽ là một bữa ăn dễ kiếm hơn so với lũ chim lâu năm đã biết quá rõ về hành vi săn mồi dựa vào khả năng cảm nhiệt của rắn.
đảo rắn chính là nơi nguy hiểm chết người nhất trên thế giới. Vậy nếu lửng mật đến đây thì sẽ ra sao? Nó là loài có thể một đối một với rắn vô cùng tốt. Thậm chí rắn cũng là một trong những thức ăn yêu thích của lửng mật. Với khả năng kháng độc, lửng mật dù bị rắn cắn cũng có thể sống lại chỉ sau 2 giờ đồng hồ. Mặc dù vậy, nếu lạc vào đảo rắn ở Brazil này, có thể nó sẽ không chống chọi được với rất nhiều rắn độc ở đây. Thử lấy một ví dụ đơn giản, khi lửng ta đang ung dung trên đồng cỏ châu Phi và gặp những con chó hoang vây quanh. Một mình mà phải chống lại 3, 4 con chó hoang đã là rất khó khăn. Nó phải dùng mưu trí, lấy tấn công làm phòng thủ để rút lui nhanh chóng và êm đẹp. Loài chó hoang cũng sẽ có thể sát hại lửng mật nếu chúng tập trung với số lượng lớn và địa hình ủng hộ chúng nhiều hơn. Vì thế nếu không may lửng đi từ châu Phi sang du lịch ở hòn đảo này, khả năng mất xác không tìm thấy dấu vết là rất cao. Những con rắn hổ lục đầu giáo vàng đã lâu không có thịt của động vật có vú để ăn. Nó sẽ khá vui mừng khi nhìn thấy anh bạn lửng mật. Nếu số lượng rắn bủa vây xung quanh quá đông, một mình lửng ta chắc chắn sẽ thua cuộc. Nhưng một điểm khác biệt đáng chú ý chính là lửng mật không bị nọc độc rắn giết chết. Vì vậy nếu những con rắn ở đây có gây tổn thương cho nó nhất thời thì khả năng hồi phục, tỉnh dậy của lửng vẫn rất cao. Tuy nhiên, cứ 2 tiếng tỉnh dậy lại phải nghĩ cách đối phó với loài bò sát ghê gớm này. Thực sự, nó rồi sẽ kiệt sức sớm mà thôi. Một giả thuyết khác là nếu lửng mật đi với những người anh em của mình đến đây thì cũng có thể sẽ giết được một số con rắn hổ lục đầu giáo vàng. Chúng có thể kết hợp với nhau từ nhiều phía để đáp trả những đợt tấn công từ loài rắn này. Rắn hổ lục đầu giáo vàng đã thích nghi để sống trên cây giỏi hơn, nên nếu có giao chiến với lửng mật ở trên mặt đất, nó có thể không xử lý nhanh nhẹn bằng. Cộng thêm tính gan dạ, dũng cảm và bật hết công suất chiến đấu 100% thì thắng lợi cũng sẽ về tay lửng mật và những người anh em của mình. Nếu lửng có cơ hội đến được hòn đảo rắn này dễ dàng như giả thuyết đã đặt ra, chắc chắn lửng ta sẽ đi lang thang và gây sự chú ý, trêu tức loài rắn cực độc này. Anh chàng lửng mật không ngán ai bao giờ sẽ không bỏ qua cơ hội chọc điên những chủ nhân của hòn đảo. Nhưng trên đây chỉ là những giả thuyết đặt ra để thấy được chiến binh lừng lẫy lửng mật khá ấn tượng khi đối đầu với các loài rắn trong tự nhiên. Còn nếu thực sự lửng mật phải sống ở một hòn đảo như đảo rắn ở Brazil, nó sẽ rất khó để tồn tại lâu dài nếu xung quanh chỉ toàn là các mối đe dọa. Hy vọng với những thông tin thú vị và kiến thức được chia sẻ từ video này, bạn sẽ có thêm nhiều trải nghiệm và biết thêm nhiều điều bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.